Những hình ảnh đầu tiên của lô xe Honda Civic 2024 cập cảng Hải Phòng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo thông tin từ nhãn dán trên kính lái, lô xe này được nhập khẩu từ Thái Lan và người nhận hàng là Honda Việt Nam. Nhiều khả năng, đây chính là lô xe chuẩn bị được phân phối trên thị trường Việt trong thời gian sắp tới. Trước đó, Honda Civic mới đã được xác nhận sẽ ra mắt tại sự kiện Việt Nam Motor Show 2024 diễn ra từ ngày 23 đến 27 tới đây. Các đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặt hàng cho mẫu xe này. Từ những hình ảnh xe tại cảng, có thể dễ dàng nhận ra phiên bản Civic RS cao cấp nhất. Về thiết kế, cản trước đã được tinh chỉnh đôi chút, trong khi đuôi xe không có sự thay đổi đáng kể. Vành la răng vẫn giữ kiểu 5 chấu kép, kích thước 18 inch sơn đen, khác với mâm 7 chấu đơn trên phiên bản Thái Lan. Nội thất xe chưa có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Theo thông tin từ đại lý, Honda Civic 2024 sẽ có 3 phiên bản, bao gồm G, RS và E, HEV bản Hybrid. Hai bản đầu sử dụng máy xăng 1.5 tăng áp giống trước đây. Phiên bản Hybrid được trang bị động cơ xăng điện 2 lít có thể giống với hệ chuyển động Hybrid trên mẫu CR-V hiện tại, nhưng có thêm chế độ lái individual tùy chỉnh. Honda Civic 2024 sẽ có thêm màu sơn ngoại thất mới là xanh Canyon River Blue, màu đã xuất hiện trên mẫu CR-V. Các màu sơn khác vẫn bao gồm trắng, đen, đỏ và xám. Nội thất không có quá nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Phiên bản RS cao cấp nhất sẽ được trang bị 2 màn hình lớn, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, phanh đỗ điện tử và hệ thống âm thanh 12 loa Bose. Gói công nghệ an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản của Honda Civic 2024. Gói này bao gồm hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hệ thống giảm thiểu lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và đèn chiếu xa thông minh. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Honda Civic được trang bị tới 8 cảm biến va chạm quanh xe. Trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam, mẫu xe duy nhất dùng động cơ hybrid là Toyota Corolla Altis. Các mẫu xe khác như Mazda 3, Kia K3 và Hyundai Elantra vẫn sử dụng động cơ xăng truyền thống.